Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, sáng sớm nay thì áp thấp nhiệt đới đã suy yếu từ cơn bão số 8 và thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Và dự báo trong 12 giờ tới thì vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần. Đây cũng là thông tin cuối cùng về cơn bão số 8. Tuy nhiên thì gần Biển Đông lúc này lại xuất hiện một cơn bão có tên là Usagi, trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 cho đến 117 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão Usagi, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày và đêm nay có mưa bão. Ngày và đêm mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 4 cho đến 6 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bà con tuyệt đối không ra khơi trên những vùng biển này. Quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 cho đến 32 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 cho đến 32 độ. Từ khoảng ngày 18 tháng 11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 cho đến 33 độ, đặc biệt là khu vực Đắk Nông đã có mưa vừa mưa to như là Thuận Hà 66,2 mm, khu bảo tồn Nam Nung là 52,6 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy là một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần như là bão hòa trên 85% hoặc là đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 60 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và đặc biệt tại các huyện như Đắk Long, Đắk Min, Đắk Song, thành phố Gia Nghĩa, Tuy Đức. Riêng tại khu vực Nam Bộ thì được cảnh báo là mực nước tại ven biển khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng theo thủy triều. Dự báo là mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể lên đến 425 cho đến 430 cm. Chiều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía đông của khu vực Nam Bộ. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng sẽ bị ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều. Chiều cường cũng có thể làm vỡ đê xâm nhập vào trong đồng ruộng với nồng độ mặn chưa thể gây chết cho cây, nhưng mà sẽ tích lũy và làm cho cây trồng suy giảm về năng suất. Vì vậy, bà con cần thường xuyên theo dõi tình hình mực nước, nguồn nước và khuyến cáo bà con nông dân bảo vệ vườn cây ăn trái, rau màu và lúa đông xuân để tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Cuối cùng sẽ là những thông tin chi tiết về thời tiết 7 vùng trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi.